bà này là nhiệt tình nhất là đến gia đình nhá. Nước chảy hay như nào khó khăn là người ta không đến đâu ạ. Dạ. Mọi người là cứ muốn phát ở ngoài kia gọi là toàn bộ là ở ngoài đường to đi ạ. Ngoài người ta cũng không ấy. Vâng ạ, vào đây để trao những thực ra ấy thì đoàn nào thì cũng rất là nhiệt tình thôi anh chị em ạ. À, chẳng qua là muốn nhưng mà không được. Là khi là đến đây rồi thì không có cái phương tiện để tiếp cận vào. Không có xuồng, không có thuyền và chả có cách nào. Thế nên là các đoàn cứu trợ trước thì chỉ có cách là bàn giao cho phường, xã rồi cho các đồng chí đại diện ở đây bên ngoài thôi. Và sau đó là đợi mọi người phân phát lần lượt thôi chứ. Chúng chẳng có cách nào cả, lực bất tòng tâm. Thế nên là với mình thì cũng rất là may mắn ở trên đây thì anh chị em lại nhờ được cũng như mượn được xuồng. À, đó cũng rất là may mắn để vào. Lên chỗ nãy à. Là vào được nhà các cô chú cũng rất là vui mừng. Đó nên là bảo là nhận được lời khen là mình là nhiệt tình nhất thì cũng không đúng là phải là nhiệt tình nhất đâu. Tất cả ai cũng nhiệt tình giống như ai hết. Đó với thì mình ra, có cơ hội là được vào tiếp cận vào từng nhà một thì đấy là cái điều may mắn để gửi cho bà con thôi. Đó và hy vọng là cái lũ này đã bắt đầu là đứng rất ở chỗ nước đã rút rồi thì hy vọng là bà con sẽ sớm khắc phục được thiên tai hậu quả.